Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì chắc hẳn anh em cũng đã biết rằng bây giờ Flycam không còn quá xa lạ với anh em, và cái nhu cầu để tìm hiểu và sở hữu được một chiếc Flycam cũng không còn quá là xa xôi nữa. Thì chính vì như thế thì tất cả các hãng Flycam đều mong muốn rằng là phát triển những cái sản phẩm của mình thật là tốt và thật là hữu ích để gửi đến tất cả các anh em đam mê. Và khi mà anh em sử dụng thì chắc hẳn rằng anh em cũng phải có một cái mong muốn, đó chính là một cái trải nghiệm sản phẩm cực kỳ là tốt, một chất lượng sản phẩm cực kỳ là tốt. Ở thời điểm hiện tại, cái vấn đề làm phim thì nó đang phát triển rất là mạnh, nhưng mà để anh em sở hữu được một cái chiếc Flycam có tích hợp sẵn gimbal thì cái giá thị trường của nó tương đương cũng phải rơi vào khoảng vài triệu, từ 5 triệu đổ lên, hoặc là có thể là thậm chí là rơi vào vài chục triệu. Nhưng với ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với anh em một cái mẫu Flycam với giá cực kỳ rẻ, nó chỉ rơi vào khoảng dưới 4 triệu đồng thôi, và nó đến từ hãng GGRC. Thì cái hãng này anh em cũng đã quá quen thuộc với những cái dòng Flycam ngon mổ rẻ rồi ha, là những cái dòng Flycam mà chuyên để anh em tập tành trải nghiệm những cái bước đầu khi mà anh em muốn trải nghiệm những cái sản phẩm cao cấp hơn đó, để chúng ta tập luyện những tình huống, tập luyện những cái sự cố khi mà có ở trên Flycam. Thì cái hãng GGRC này nó đã được phát triển rất là mạnh, và bây giờ là một trong những cái sản phẩm phải gọi là đầu tay của hãng khi mà được tích hợp một cái gimbal vào trên cái chiếc Flycam của mình. Đây chính là cái mẫu Flycam mà mình đã nói với anh em, nó đến từ hãng GGRC. Thì như anh em nhìn thấy được là ngoại hình của nó rất giống Phantom anh em ha. Đó, cái ngoại hình nè được thiết kế phải gọi là dựa trên một cái bản thiết kế của Phantom 4. Đó, tay cầm cũng rất là đẹp nha anh em. Đó, thì đây mới chỉ là cái ngoài vỏ hộp thôi. Bây giờ mình sẽ bóc hộp cho anh em và cũng như là cho anh em coi cái Flycam thực tế nó như thế nào để chúng ta cùng tham khảo nhé. Rồi, thì mình đã bỏ cái hộp qua một bên rồi. Thì bây giờ là mình sẽ lấy từng bộ phận ra cho anh em xem nhé. Thì đầu tiên mình sẽ lấy cái con Flycam ra nè, tay cầm nè, đó. Và cái camera, thì ở cái phiên bản này anh em, cái camera là được để rời chứ không có gắn liền nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ tạm thời để đây đi, mình sẽ lấy hết toàn bộ những cái phụ kiện ra cho anh em tham khảo, để xem bên trong nó có những cái gì, để khi mà anh em đi mua hàng để còn có thể mà gọi là kiểm tra xem coi là sản phẩm nó có đầy đủ những cái phụ kiện hay không. Rồi ok, thì hộp mút này đã hết rồi nha, mình sẽ để qua một bên. Rồi, thì bây giờ mình sẽ sắp xếp lại. Đó. Rồi, thì khi mà anh em vui hộp thì nó sẽ có quyển sách hướng dẫn nha anh em. Đó, đây là cái sách hướng dẫn về cái tay cầm nè anh em. Đó, và nó có cả mã QR để anh em quét phần mềm nè. Thì cái phần mềm đó có tên là GGRC TST. Đó, thì cái phần mềm này là như là phần mềm mà khác biệt so với những cái phần mềm của những cái mẫu dòng trước. Đó, còn đây là cái quyển sổ tay hướng dẫn cho anh em. Đó, thì anh em có thể tham khảo thêm ha. Đây cũng vậy, đây là nó sẽ thể hiện những cái thông số mà lúc mà anh em kết nối với phần mềm á, thì ở trên phần mềm nó sẽ có những cái icon, có những cái biểu tượng, để trong đây thì nó sẽ giải thích cho anh em đó tính năng của mỗi cái từng cái icon. Rồi ok, mình sẽ để cái này qua một bên, và bây giờ mình sẽ tiếp tục đến những cái phụ kiện của cái mẫu này, để mình tháo xem cái bịch này là bên trong là cánh, nhưng mà được bao nhiêu cánh đây. Rồi, thì hãng hỗ trợ cho chúng ta là 4 cái cánh để chúng ta có thể lắp lên trên Flycam, có nghĩa là 2 cánh A này, mình sẽ bỏ riêng ra nhé, 2 cánh A này và 2 cái cánh B. Đó, thì hãng chỉ
sơ cua cho chúng ta là thêm hai cánh nữa thôi anh em ạ. Đó chính là một cánh A và một cánh B. Đó. Còn nó không như những hãng khác là nó hỗ trợ chúng ta là đủ bốn cánh luôn, nhưng mà riêng đối với dòng này thì chỉ hỗ trợ hai cánh thôi. Nên là anh em cũng đừng có lo lắng quá, thì cái cánh này ở bên linh kiện store mình cũng có bán. Nên là khi nào mà anh em, nếu mà anh em có nhu cầu muốn mua thêm thì cứ liên hệ với bên mình. Rồi, tiếp đến đó chính là một cái dây sạc. Dây sạc và một cái tu vít. Tu vít này thì là tu vít để chắc là anh em mở chân hoặc là mở flycam á, tại vì cái cánh này là cánh này, cánh không có ốc anh em à, cánh này là mình sẽ xoắn ốc vào. Đó. Rồi, còn đây chính là cái đồ kẹp điện thoại ha. Đồ kẹp điện thoại. Rồi, còn đây chính là viên pin. Pin cũng rất là nhỏ gọn và nhìn cũng rất là đẹp anh em ha. Ở trên đây nó có báo đèn nè. Thì khi mà anh em bấm á, là nó sẽ báo đèn ở trên đây nè, anh em thấy không? Thì hiện tại nó đang có 2 nấc nè. Đó, 3 nấc là full. Đó. Rồi, còn đây chính là cái camera. Camera này được tích hợp gimbal 20 nha anh em. Độ phân giải là Full HD 1080. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái camera này vô cho anh em xem nhé. Khi mà anh em lắp á, thì anh em nhớ cẩn thận nha. Tại vì ở trong đây nó có những cái chân á. Nó có những cái chân. Đó, khi mà anh em lắp thì anh em nhớ cẩn thận nhẹ tay thôi. Bởi vì gãy những cái chân này á, là mình rất là mệt mỏi. Anh em nhớ để ý là đúng chiều anh em hãy lắp vào nhé. Đó, anh em để vào đúng cái khớp của nó. Xong rồi em nhấn và anh em xoay một cái là xong. Đó, là chúng ta đã gắn được cái camera. Đó, đây chính là dường như là để mình gắn thêm cánh nữa. Gắn cánh này thì cũng dễ thôi anh em cứ nhìn ở trên cái thân cánh á, nó có chữ A và chữ B. Thì anh em cứ gắn theo đúng cái chữ của nó thôi là xong. Cánh này thì mình chỉ lắp sơ sơ lên cho anh em xem thôi nha, chứ mình cũng không có lắp chặt bởi vì mình cũng chưa có bay. Bây giờ mình chỉ lắp sơ lên để hoàn thiện một cái chiếc flycam đó, để cho anh em xem được cái tổng thể của cái mẫu này nó như thế nào. Đó, bây giờ mình sẽ gắn pin vào luôn hả. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ gắn pin vào để mình xem thử. Rồi, ở đây nó có một cái ngàm nè anh em. Đó, anh em nhớ bóp xuống rồi anh em hãy đè pin vô nha. Đó, là cứng nhắc luôn. Rồi, ok, thì đây chính là cái chiếc flycam mà mình đã gắn hết toàn bộ cánh và cũng như là cái camera này vào. Đó, thì cái mẫu này á, cái khoảng thời gian pin, cái khoảng thời gian bay của cái mẫu này là anh em bay được khoảng rơi vào tầm 18 cho đến 20 phút tùy theo điều kiện gió. Còn cái khoảng cách điều khiển là khoảng tầm 500m nha anh em. Đó. Thì cái mẫu này, cái ngoại hình của nó anh em nhìn nè, rất giống Phantom 4 ha. Đó, nhìn rất giống Phantom 4. Nhưng mà cái này là thuộc dạng gọi là Phantom 4 mini rồi anh em à. Đó, phía trên đây nó có để tên của hãng GGRC này và có những cái đường họa tiết nhìn cũng rất là bắt mắt ha. Đó. Mình để từ xa thì nhìn rất là đẹp luôn anh em, giống như là anh em cứ tưởng tượng rằng là một cái mẫu Phantom 4 nhưng mà nó thu nhỏ lại. Nhìn rất bắt mắt. Và cái mẫu này nó được sử dụng là động cơ không chổi than nha anh em. Đó. Cái dòng này là cái dòng được nâng cấp hoàn toàn bởi hãng GGRC luôn. Đó, là được nâng cấp về camera có gimbal này, về thời lượng pin này, và đồng thời là cũng có cả động cơ không chổi than luôn. Tại vì đa số bây giờ những cái dòng flycam bây giờ là đều sử dụng hết những cái động cơ không chổi than này rồi. Để khi mà anh em bay á, nó cũng kháng gió tốt hơn, với lại một phần nữa là cũng bền hơn so với động cơ chổi than. Đó, còn đây chính là chiếc tay cầm anh em ha, tay cầm cũng rất là đẹp, nhỏ nhắn. Đó, ở trên đây có một cái màn hình LED nè anh em, chắc là nó thể hiện pin với lại độ xa, độ cao quá. Thì để bây giờ mình sẽ gắn pin vô, mình sẽ mở xem coi là cái màn hình này nó thể hiện những cái gì nhá. Đó, ở phía trên đây là nó có một cái núm để khi mà anh em móc cái sợi dây và anh em đeo trên cổ để cho nó tiện á, khi anh em bay để cho nó không có phải bị rơi á. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tháo pin.
tháo nắp để gắn pin cho anh em xem. Rồi bây giờ mình sẽ mở nguồn đây ở phía trên này anh em, phía trên đây có từ on off này anh em, đó màn hình đẹp lắm nha anh em, màn hình led nó thể hiện đầy đủ tất cả các cái tính năng luôn này, pin của flycam này, rồi khoảng cách độ xa này, tốc độ này đó, rồi nói chung là nó thể hiện đầy đủ hết những cái tính năng ở trên cái flycam, nó đều thể hiện trên cái màn led này, nhưng mà là nó làm rất là đẹp luôn á anh em. Lần đầu tiên mình thấy luôn á, mình không biết là anh em có nhìn thấy không, rất là đẹp luôn á. Mình đánh giá cái màn led này rất là ok, cảm thấy nó rất là sang trọng ha. Rồi thì ở trong cái video này mình cũng chỉ mở hộp và giới thiệu với anh em một cái mẫu flycam mà giá chỉ dưới 4 triệu đồng nhưng lại được tích hợp có gimbal 20 và sở hữu những cái tính năng cao cấp. Nếu như anh em nào mà cảm thấy sản phẩm này phù hợp và muốn sở hữu em này thì hãy truy cập vào cái đường link ở phía dưới, mình để ở dưới phần mô tả, hoặc là bạn có thể là comment xuống phía dưới để lại phần số điện thoại thì bên mình sẽ có nhân viên điện thoại hỗ trợ các bạn. Mình sẽ hẹn anh em ở một cái video tiếp theo, mình sẽ nói rõ hơn về cái tính năng của mẫu này. Và nếu như anh em nào cảm thấy hay thì hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Linh Kiện Store nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một cái video tiếp theo.